chắc phần việc nó sắp tới rồi. Phần 2 nó cho tôi chỉ một khúc thôi. Vâng. Bài 2 nó đứng dậy. Bài 2 nó ngắn hơn, nó có chừng 3 4 thức à. Thì nó tập nguyên bài 2 được. Nè đứng dậy nha. Bài 2 cái gót là nó luôn vậy. Đó, tay đứng. Đó, khi bắt đầu thứ hai là nó đang đứng vậy. Đó. Khi xong bài 1 cái tay để xuống vậy ha. Bài 2 góc độ tay nữa để sau lưng. Cái chân này nè, để ngang vậy. Cái tay này đưa lên. Ừ. Xoay ngang. Duỗi ra, phía sau là cái tay để vậy. Đó, thì đâu bị cái clip nó không thấy. Đó, duỗi ra cho nó thẳng cái cột sống này. Cái chân gì còn đó, một, động tác nhất. Động tác thứ hai là nắm cái con tay để sau lưng. Cho cái cùi chỏ song song giữa cái vai. Hai. Động tác thứ ba là kéo cái cổ nó quay ngược cái chiều chân này. Đó. Qua bên kia. Đó là thứ ba. Thứ tư. Đó. Là bốn động tác đó. Xong thả xuống trở lại. Đổi bên giống bên kia thôi. Giống vậy luôn. Bên kia còn một. Thấy không? Xong hai. Ba là kéo cầm ngược cái chiều của bàn chân này. Bốn cũng bắn cung. Đó. Đó, bây giờ nó còn động tác thứ năm hết rồi. Động thứ năm là dùng hai tay, duỗi hai tay vậy đó. Có năm động tác, bài số 2 nó ngắn. Đứng lên ngồi xuống ba lần. Một. Hai. Ba. Xuống là úp. Lên là lên. Xong kéo tại giờ là hết bài. Nhón chân này xong thả xuống. Thu công giống bài kia cũng xỉa vậy. Một. Hai. Thu công giống nhau thì không có tính. Đó. Nó có 5 động tác. Xong thả xuống. Giống đồng loại một. Cũng ịnh nhân cả vậy. Thả xuống. Ờ. Anh để ý là cái bàn tay không được hở ra. Thấy không? Sát vô nè. Thấy không? Không giỏi đâu mới được nhón, mới đầu chưa giỏi đâu mới nhón được, còn mới đầu để vậy hoang nhón xong để xuống, xong ịnh hai một tay đóng tay xẹt, hai cái ịnh nhau cái duỗi chân lên vậy. Thả xuống đó, hết loại xoay có 5 động tác khoảng nãy người ngồi nói chuyện tiếp, chờ việc tới rồi tính.